mọi người. Hello, xin chào, xin chào. Này livestream buổi sáng ha. Okay. Mọi người ai vào xem được cái livestream quản lý rồi thì mọi người nhớ comment xuống cho Lý biết với nha. Rồi, Lý thấy có thông báo rồi nè. Anh chị nào mà vào xem được rồi thì nhớ comment xuống cho Lý biết với nhé. Hôm nay thì Lý sẽ chia sẻ một chút cái trải nghiệm tẩy sỏi gan đợt vừa rồi ha. Lý mới làm xong cái đợt tẩy sỏi gan đó các anh chị. Ôi, nói chung là tẩy sỏi gan thì cũng phải rất là cố gắng, rất là quyết tâm thì Lý thấy là làm nó mới ok được. Nó sẽ nhiều bước hơn, tẩy sỏi gan nó sẽ nhiều bước, nó sẽ phức tạp hơn so với lại là thải độc cà phê các anh chị nhé. Nên là cái thải độc cà phê là dễ nhất rồi đấy. Nhưng nếu mà các anh chị đã làm thải độc cà phê một thời gian rồi thì Lý khuyên là các anh chị hãy nghiên cứu để thải độc chuyên sâu hơn cho cái lá gan của mình các anh chị ha. Thì Lý sẽ chia sẻ với mọi người một chút cái trải nghiệm mà cái đợt vừa rồi mà Lý mới làm cái tẩy sỏi gan á. Các anh chị vào xem nhé. Ai mà quan tâm đến sức khỏe này, các anh chị quan tâm đến cái việc là làm sạch lá gan của mình, giúp cho lá gan của mình nó được sạch hơn, khỏe hơn, thì mọi người ở lại đây xem hết cái livestream này của Lý nha. Ai đang xem các anh chị nhớ comment xuống cho Lý biết với nhé. Anh chị nào em thấy là rất là nhiều anh chị đang xem này. Đó, anh chị ai đang xem nhớ comment xuống cho Lý biết với nha. Lý làm cũng được mấy đợt tẩy sỏi gan rồi đấy các anh chị, cũng phải làm 4-5 đợt rồi đấy các anh chị. Lý làm tẩy sỏi gan bắt đầu làm từ khoảng 2 năm trước đó. Từ khoảng 2 năm trước thì theo đợt này thì Lý làm không ra sỏi mọi người nhé. Đó, làm không có ra sỏi. Lý chia sẻ lại mấy cái hình ảnh là sỏi cũ thôi. Lần đầu tiên ra, lần thứ hai thì hình như cũng không ra. Lần thứ ba thì có ra, nhưng ra những cái viên sỏi nhỏ đó. Còn mấy cái lần kia thì nó ra ít thôi mọi người. Còn lần này thì nó hoàn toàn nó không ra luôn. Đó, sáng nay Lý làm thải độc cà phê xem là nó có bị mắc kẹt lại không. Sáng nay liệu nó có ra theo sau không, nhưng mà sáng nay cũng không có ra luôn. Đó. Tuy nhiên thì Lý vẫn chia sẻ một chút nhé. Lý vẫn khuyên là mọi người nên làm cái thải độc, gọi là cái thải độc chuyên sâu cho cái lá gan của mình á. Thải độc gan là mình sẽ uống cái chính của nó các anh chị nhé. Thải độc gan cái chính của nó là mình sẽ uống cái dầu ô liu đây này. Cái dầu ô liu hôm trước mà Lý pha đấy mọi người, nó có một cái loại này với lại một cái loại dầu của Ý nữa, là các anh chị có thể dùng để làm tẩy sỏi gan các anh chị ha. Là mình sẽ uống cái cốt lõi, cái chính là mình sẽ uống cái dầu ô liu và cái nước cốt chanh để nó hỗ trợ đẩy cái sỏi ra. Tại sao uống cái hỗn hợp đó nó lại đẩy sỏi ra? Bởi vì để mà tiêu hóa cái chất béo á các anh chị, để tiêu hóa chất béo với lại là cái protein á thì cần có mật các anh chị nhá, cần có mật thì mới tiêu hóa được, và mật thì sẽ được sản xuất ra từ gan các anh chị ha. Nên cái buổi tối mà mình sẽ uống cái hàm lượng dầu ô liu và cái nước cốt chanh nhiều như vậy là cái hàm lượng chất béo từ dầu ô liu nó rất là nhiều các anh chị nhá. Thì cái mật nó sẽ được sản xuất ra một cách rất là ồ ạt để mà nó tiêu hóa cái chất béo là cái dầu ô liu mà các anh chị em mình uống vào, đúng không ạ? Thì cái lúc mà nó đẩy cái mật ra như vậy á, nó đẩy cái gọi là cái mật nó được đẩy ra rất là nhiều, thì đồng thời những cái chất cặn bã này, những cái viên sỏi hay là những cái độc tố ở trong cái gan và cái mật của mình đồng thời cũng sẽ được đẩy xuống dưới cái hệ tiêu hóa của mình, là đẩy xuống dưới cái ruột non các anh chị nhé. Nên là nó sẽ đi xuống dưới ruột già và nó sẽ đi ra bên ngoài, là cái sỏi gan mật của mình á, nó sẽ đi ra ngoài qua đường mình đi vệ sinh các anh chị ha. Thì cái đó là cái cơ chế của nó. Nhưng trước khi mà các anh chị uống cái dầu ô liu và cái nước cốt chanh này thì các anh chị nhớ là hãy làm sạch cái đường ruột và cái cơ thể của mình thật là kỹ các anh chị nhé. Đó, làm sạch cơ đường ruột và cơ thể của mình thật là kỹ để khi mà các anh chị uống cái dầu ô liu và cái nước cốt chanh á, nó được dễ hơn ha. Ô, Lý thấy rất là nhiều anh chị đang xem này. Anh chị có nghe được Lý nói không các anh chị ha? Đó, anh chị nào đang xem thì các anh chị có thể comment xuống giúp Lý một câu được không, để Lý biết là liệu các anh chị có đang nghe hay là đang nhìn được Lý nói hay không nhá. Các anh chị giúp Lý với nhá. Đó, Lý sẽ kiểm tra cái tín hiệu ở trong đây ha. Đây, Lý bật cái máy lạnh một chút xíu thì thấy nó hơi nhiều lắm. Đó, anh chị nào đang xem các anh chị comment xuống giúp Lý với nhá. Ok, lên rồi. Anh chị nào đang xem comment giúp Lý là các anh chị có nghe rõ không các anh chị ha? Đó, có nghe rõ không? Có thấy được rõ Lý hay không để Lý còn biết nhá.
đó. Và mình uống á, các anh chị, thì như hôm trước Lý uống á, có nghĩa là trước đó Lý đã làm sạch đường đường gọi là làm sạch cái đường ruột của mình rất là kỹ rồi các anh chị nhá. Là trong cái ngày hôm đó là mình ăn, hình như ăn có hơn bữa, ăn một bữa trưa là chính, bữa sáng thì cũng chỉ uống một ly sữa hạt thôi, bữa tối thì không rõ, ở không có ăn các anh chị ha. Rồi làm thải độc cà phê 2 lần. Trước đó là mình vẫn làm thải độc cà phê đều đặn mỗi ngày các anh chị nhé. Là mình đã làm sạch đường ruột của mình rất là kỹ rồi. Nhưng đến buổi tối hôm đó Lý uống cái dầu ô liu và cái nước cốt chanh này xong đi ngủ các anh chị, mà nó vẫn rất là khó chịu các anh chị nha. Nó vẫn gọi là nó cứ có cảm giác buồn nôn á. Xong rồi là đến gần sáng khoảng 3-4 giờ thì có dậy nôn một lần. Đó, gọi chung là nôn mà cũng chẳng có cái gì để nôn cả, bởi vì có ăn cái gì đâu, gọi là nó có cảm giác buồn nôn như vậy thôi. Vậy nên á, cái việc mà trước đó các anh chị làm sạch đường ruột nó vô cùng là kỹ, bởi vì nếu như mà cái đường ruột của các anh chị nó không được sạch á, cái buổi tối các anh chị uống cái dầu ô liu và cái nước cốt chanh đấy vào nó sẽ rất là khó chịu, đúng không ạ? Nó sẽ không có thể mà tập trung nó tiêu hóa cái dầu ô liu này được á, nó vẫn còn có những cái thức ăn đó các anh chị, những cái độc tố ở trong cái đường ruột của mình, thì nó rất là khó để cho cái việc mà tẩy sỏi nó được đi ra bên ngoài đó, nó sẽ bị cản trở bởi những cái thức ăn dư thừa, những cái độc tố hay là những cái phân thừa. Vậy nên á, trước khi uống cái dầu ô liu và cái nước cốt chanh thì theo kinh nghiệm của Lý nha, và Lý cũng hướng dẫn cho nhiều anh chị làm ra nhiều lắm, nói chung là mấy anh chị mà khách hàng mà nói chung là lớn tuổi, các anh chị làm sỏi ra nhiều lắm chứ không phải như Lý đâu. Bởi vì các anh chị phải hiểu là khi mà mình càng lớn tuổi, đúng không ạ, độc tố của mình nó sẽ càng nhiều, gan của mình nó sẽ bị yếu đi, thì nó nhiều sỏi, nhiều độc tố, nhiều cái mỡ xấu, nhiều những cái virus vi khuẩn ở trong đấy là điều bình thường, nên là thường các anh chị làm nó sẽ dễ ra hơn so với Lý nhá. Đó. Uống chanh vào buổi tối mất ngủ à, không, tối hôm nay em ngủ vẫn được chị ạ. Nói chung sau khi mà em uống xong á, thì mà 9 giờ uống nữa, khoảng 10 giờ 11 giờ thì nó em thấy nó cũng khá là khó chịu, giống kiểu mình có cảm giác buồn nôn á. Lý đã từng bị nôn rồi nhá, mấy cái đợt trước có một đợt là uống có một đợt bị nôn rồi, nên là thì mình cứ làm thôi, nhiều khi mình làm sạch nó chưa có kỹ các anh chị nên nó sẽ bị nôn ngược trở lại. Nhưng sau đó thì em vẫn ngủ rất là ngon, nhưng rồi đến khoảng 3-4 giờ sáng á, là tự nhiên không ngủ được nữa, là nó buồn nôn. Thì 3-4 giờ sáng em có nôn một lần, nói chung là nôn khan thôi chứ không có cái gì hết ạ. Xong đến buổi sáng em làm thải độc cà phê thì nó không có ra sỏi. Nói chung mình cũng muốn là nó ra sỏi để mà có thể chia sẻ kỹ hơn với mọi người, nhưng thực sự thì có thể là nó sẽ không có, hoặc là nó ít quá nên là nó không có ra được các anh chị nhé. Tín hiệu ok, em cảm ơn anh Minh Đạo nhé. Nên là em khuyên chân thành là nói chung là anh chị mà càng lớn tuổi nhá, thì cái gan của mình độc tố nó sẽ rất là nhiều, thì các anh chị nên làm cái phương pháp này nha. Thì cái này nó chỉ đơn giản là uống cái dầu ô liu và cái nước cốt chanh thôi, và gần như là ai cũng có hết á. Thực ra thì nếu mà các anh chị đi, có nhiều người kêu là đi siêu âm nó chưa có, đúng không ạ? Nhưng rất là nhiều khách hàng quản lý trong cái trường hợp như vậy, và khi làm cái tẩy sỏi gan thì nó vẫn ra rất là nhiều. Còn nếu như mà các anh chị đợi đến lúc siêu âm phát hiện là mình có cái sỏi ở trong gan và mật thì chắc chắn lúc đấy nó đã quá nhiều rồi, đúng không ạ? Lúc đấy thường là nó đã bị gây tắc gan, tắc mật, hay là nó gây một cái ảnh hưởng đến một cái cơ quan chức năng nào đó, nó không còn hoạt động bình thường nữa, thì người ta mới kết luận là mình có sỏi gan mật. Nên trước khi mà mình bị kết luận như vậy thì tốt nhất các anh chị nên làm nhé. Bởi vì thực ra thì nếu như mà quản lý nó không có gan, không có sỏi như vậy, đúng không ạ, nhưng Lý vẫn dự định là 3 tháng sau mình vẫn làm thêm một lần nữa, bởi vì là đây nó là một cái cách để mình thải độc cho gan thôi các anh chị nhá. Nó không có sỏi thì Lý thấy càng tốt thôi, đúng không ạ? Nhưng mình vẫn sẽ định kỳ để mình làm tẩy sỏi cho gan của mật của mình một lần. Nếu như mà ai không có thì một năm các anh chị có thể làm từ 1 đến 2 lần, nhưng bởi vì Lý thích làm thôi các anh chị. Thật sự là cái buổi tối hôm đó sau khi uống xong cái dầu ô liu với cái nước cốt chanh nó rất là khó chịu, nên cái mùi vị của nó cũng không có hấp dẫn lắm đâu. Nó rất là khó chịu và mình nghĩ là không biết khi nào mình mới có thể dám uống lại. Nhưng sáng hôm sau khi mà đi xả ra, tự nhiên thấy người mình nó khỏe hẳn luôn đó mọi người. Thấy người mình nó nhẹ nhàng, nó khỏe hẳn luôn ấy. Nên làm tự nhiên mình lại muốn làm lại. Ok, đó nó rất là hay. Trong cái lúc mà mình thải độc thì nó rất là khó chịu, nó rất là mệt các anh chị trong cái giai đoạn đó. Nhưng sau khi thải độc xong, cái cảm giác mà mình có thể cảm nhận được là người mình nó khỏe hơn, tinh thần mình nó thoải mái hơn, mình sẽ thấy rõ được cái lợi ích của nó. Thế là tự nhiên mình lại muốn làm thôi các anh chị nhá. Nên nếu như mà các anh chị nào mà muốn làm cái tẩy sỏi này thì đi theo nó cũng khá là đơn giản, nó chỉ là nhiều bước hơn so với là thải độc cà phê thôi, thì các anh chị có thể là liên hệ với Lý để Lý tư vấn kỹ hơn để hỗ trợ cho các anh chị làm nhé.
Và Lý khuyên là các anh chị nên làm cái đó nha. Đó thì ít nhất theo kinh nghiệm của Lý, ít nhất là trước một tháng các anh chị hãy làm sạch cơ thể và đường ruột của mình chuyên sâu bằng cách đó là làm thải độc cà phê mỗi ngày, đúng không ạ? Là thứ nhất, trong ít nhất một tháng nhé, theo kinh nghiệm của Lý và Lý hướng dẫn cho mọi người á, là trước đó ít nhất một tháng là làm thải độc cà phê mỗi ngày, uống cái viên thải độc tế bào, cái viên màu vàng vàng á mọi người. Tự nhiên hôm nay đúng lúc cái viên đó nó cũng hết luôn nên không có chia sẻ được với mọi người. Thì cái viên đó là nó sẽ hỗ trợ đào thải độc tố từ cấp độ tế bào luôn các anh chị nhé. Là mình cũng uống cái viên đó mỗi ngày sau bữa ăn sáng và bữa ăn tối. Và cái thứ ba nữa là các anh chị sẽ mỗi một tuần các anh chị nên súc ruột bằng muối một lần các anh chị nhé, để nó làm sạch toàn bộ cái hệ tiêu hóa của mình từ trên xuống dưới. Thải độc cà phê là bơm vào hậu môn, viên thải độc tế bào là bằng đường uống và muối này thì cũng bằng đường uống nha. Nếu như mà các anh chị nào đã từng uống cái muối biển là các anh chị sẽ sợ cái vị mặn của nó đúng không ạ? Thì bây giờ Lý thấy là nó có cái muối ép sâm này này, Lý đang làm bằng cái muối muối ép sâm này. Nó là cũng là một loại muối tự nhiên nhưng nó có cái vị đắng nhạt chứ nó không có mặn. Lý thấy là nó vẫn hỗ trợ làm sạch đường ruột của mình được, và nó gọi là nó dễ uống hơn nhiều lắm. Đây là một, đó là nếu như mà các anh chị dùng muối biển thì các anh chị có thể ra ngoài chợ hoặc siêu thị người ta có bán hết đó các anh chị, là cái muối còn nguyên hạt, muối mà nó còn tự nhiên đó các anh chị. Đó thì nó sẽ có những cái khoáng chất, nó sẽ giúp đường ruột của các anh chị sạch nhá. Còn không thì các anh chị Lý thấy là dùng cái muối này nó dễ hơn, thì tùy các anh chị thôi ha. Thì ít nhất là các anh chị trong một tháng các anh chị sẽ làm ba cái đó cho Lý, thì đến cái hôm mà các anh chị làm tẩy sỏi đó, nó sẽ dễ hơn các anh chị nhá, là làm thải độc cà phê mỗi ngày, uống viên thải độc tế bào mỗi ngày trong một tháng, và một tuần sẽ xúc ruột bằng muối một lần, và sau đó chọn ra một ngày thôi đúng không ạ? Như Lý là chọn ngày hôm hôm kia đúng không ạ? Là trong cái ngày hôm kia đó là buổi sáng buổi trưa mình vẫn ăn uống bình thường nhưng chỉ ăn cơm với rau, nói chung là giống tượng người ta gọi là ăn chay hết các anh chị đúng không ạ? Đến từ 3 giờ 2 rưỡi mình sẽ ăn thêm một bữa phụ là có thể trái cây, nước ép hay là salad gì đó, rồi 3 giờ trở đi là mình sẽ nhịn ăn luôn đúng không ạ? Đến 5 giờ làm thải độc cà phê một lần nữa, là sáng là một lần nhé, tối là một lần, để cho cái đại tràng của các anh chị rất là sạch. Thì đến sáng hôm sau thì cái đường sỏi nó ra, nó theo đường phân mà các anh chị, thì thật sự nó chỉ có mỗi cái nước cà phê các anh chị bơm vào và sỏi, nếu như mà nó có thôi, nó không còn phân các anh chị nhé, nó rất là sạch sẽ, thì các anh chị có thể quan sát rõ được những cái sỏi của mình. Và các anh chị thường á càng lớn tuổi thì nó sẽ càng có các anh chị ha. Đó thì nó chỉ cơ bản nó sẽ là như thế. Tất nhiên thì trong lúc mình làm nó sẽ có thêm một vài lưu ý nữa. Nếu mà các anh chị nào muốn làm thì các anh chị có thể liên hệ với Lý để Lý chia sẻ lại cái cách làm hay là cái kinh nghiệm làm cho các anh chị nhé. Và thường là sau khoảng 4 đến 5 đợt tẩy sỏi các anh chị sẽ thấy rõ là sức khỏe của mình tốt hơn, da đẹp hơn này. Các anh chị bị những cái vấn đề về sức khỏe như là bị ngứa này, hay bị đau đầu, rồi là rồi người mình nó hay bị mệt mỏi này kia, các anh chị cũng sẽ thấy là nó được cải thiện đi nhá. Nên là mấy chị em phụ nữ muốn da đẹp thì cũng nên nghiên cứu về cái tẩy sỏi gan ha, hay là các anh chị đang bị những cái bệnh gì đó trong người thì thực ra nó đều có liên quan đến gan hết các anh chị. Gan sạch hơn thì nó sẽ thải độc tốt hơn, nó sẽ hỗ trợ là cải thiện đào thải độc tố hay là cải thiện những cái vấn đề mình thường gặp trong sức khỏe của mình các anh chị nhé. Nên là Lý chia sẻ với các anh chị là như thế. Nói chung Lý không ra sỏi, nhưng sau khi mà sáng hôm qua mình thải độc, mình xả nó ra thì mình lại thấy nó rất là khỏe các anh chị. Trời, mặc dù tối hôm trước là uống và nó rất là vật vã nhưng xả ra một phát là nó khỏe ngay luôn, thế là lại thích làm nữa rồi. Anh chị có cái thắc mắc gì về cái sỏi gan này thì mình, mọi người chia sẻ, mọi người cứ đặt câu hỏi xuống dưới đây để Lý chia sẻ cho các anh chị nha. À, Lý sẽ nhắc lại một vài lưu ý nè. Nếu như mà cái này mình sẽ uống một cái lượng dầu ô liu và cái nước cốt chanh đúng không ạ? Chanh hoặc là có thể thay bằng cam bưởi gì đó rất là nhiều. Nên là nếu như mà ai mà đang bị đau dạ dày, viêm loét dạ dày hay là có những cái vấn đề liên quan về dạ dày khác các anh chị nhé, thì chưa nên làm các anh chị ha, cân nhắc trước khi làm nhé. Cái lưu ý tiếp theo á là sau, có nghĩa là trong cái mấy cái ngày mình làm, cái hôm mà mình uống tẩy sỏi gan với lại 4 ngày sau đó là các anh chị chỉ ăn cơm, nói chung là ăn cơm rau thôi đúng không ạ? Là ăn chay á các anh chị, giống như mấy ngày này là Lý chỉ có ăn cơm rau thôi chứ không có ăn thịt gì cả. Bởi vì hôm mà nó tiêu hóa cái dầu ô liu này, nó phải tiết ra một cái lượng mật rất là lớn, nó đẩy ra rất là nhiều luôn. Nên là cái gan của mình á, nó chưa kịp sản xuất lại cái lượng mật cần thiết để nó có thể tiêu hóa được cái protein hay là cái thịt đúng không ạ? Nên là để mà tiêu hóa chất béo hay là protein từ thịt á, thì nó cần có cái mật. Nên nếu như mà lúc này mình ăn ngay thịt cá lại thì
thì nó sẽ chưa tiêu hóa được là mình sẽ bắt đầu mình gặp những cái vấn đề khó chịu như là khó tiêu, đầy bụng, đau bụng, thậm chí là bị tiêu chảy hoặc là bị nôn ngược trở lại. Nên là mấy ngày này nếu như mà ai làm thì mọi người lưu ý nhé. Nhưng tất nhiên là trong lúc làm thì Lý cũng sẽ chia sẻ hướng dẫn cho mọi người, nên mọi người cũng yên tâm ha. Thì bây giờ Lý sẽ đi pha một cái ly sữa hạt nhé. Sáng nay thì Lý có ăn trái cây rồi, bây giờ ăn thêm một uống thêm một cái ly sữa hạt này nữa. Đó là bữa sáng nay thì nó chỉ có thế thôi. Đó, các anh chị có thắc mắc gì thì cứ comment xuống dưới nha, để Lý có thể chia sẻ với mọi người nhé. Bây giờ Lý sẽ lấy cái nước này để pha sữa hạt uống ha. Thì khuyên là mọi người nên làm cái đó đấy, ok lắm luôn đó mọi người. Nói chung là quản lý thì nó không còn ra sỏi đợt này, thì không biết là nó hết sạch rồi hay là nhiều khi nó ít quá hay là nó bị kẹt ở bên trong không và nó chưa ra. Nhưng sau khi mà ấy xong thì lại thấy khỏe lắm, thoải mái, tinh thần, nhẹ nhàng. Ui da, đó chứ là ok lắm các anh chị. Lý khuyên là ai cũng nên làm hết nha. Càng lớn tuổi, càng nhiều bệnh thì thực chất là nó có liên quan đến cái gan mật của mình hết các anh chị. Gan mật, cái đại tràng của các anh chị do độc tố nó nhiều quá đúng không ạ? Bây giờ nó thải độc kém, nên là bây giờ các anh chị thải, mình làm sạch nó đi thì người mình nó nhẹ nhàng, thoải mái, sạch sẽ hơn đúng không ạ? Nó sẽ hỗ trợ tăng sức đề kháng, phòng bệnh cho mình tốt hơn. Thì sẽ cho thêm một ít hạt chia nhé. Nếu như mà các anh chị nào mà đang dùng sữa hạt á, mọi người có cái hạt chia hay hạt lanh mọi người cho vào thì nó sẽ tăng được cái dinh dưỡng và nó uống nó cũng như thế nó ngon hơn. Đó, cho thêm cái hạt chia vào nha. Hello, xin chào anh Mai Xuân Lâm nhé. Hello mọi người. Ai có thắc mắc gì về cái tẩy sỏi á, thì mọi người cứ chia sẻ xuống dưới nha. Công nhận tự nhiên nghĩ lại uống cái dầu ô liu thế cũng ớ thiệt đó mọi người. Nhưng sau khi mà như Lý chia sẻ đấy, đến buổi sáng hôm sau á, nói chung là mình xả nó ra được á, mình đẩy cái hết những cái đó ra được là tự nhiên mình thấy người mình nó khỏe hẳn luôn ấy, nó nhẹ nhàng lắm. Thường thì Lý hỗ trợ cho mấy cái bạn mà trẻ trẻ, nói chung là trẻ trẻ giống như Lý vậy đó, thì mọi người cũng ra ít sỏi hoặc là mọi người cũng không có ra. Đó, bởi vì đa phần thì lúc này cơ thể của mình nó đang còn sạch đó các anh chị, cái gan mật của mình nó vẫn đang còn đối phó tốt với lại những cái độc tố đúng không ạ. Với lại thực ra thì Lý cũng làm thải độc mấy năm nay rồi, thải độc cà phê rồi, làm rất là nhiều những cái phương pháp thải độc khác cả mấy năm nay rồi ấy, nên là nó cũng là có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho cái gan của mình nó sạch hơn, nên là mình làm nó không có ra, nên là đa phần thì nó sẽ là như thế. Nhưng căn bản là do lúc này cơ thể của mình nó đang còn trẻ đúng không ạ, những cái cơ quan chức năng nó đang còn gọi là ứng khó được với lại những cái độc tố nên nó xử lý tốt. Còn thường những anh chị cô chú lớn tuổi thì nó lại ra rất là nhiều và làm nó ra dễ lắm. Nhưng nói chung là độc tố càng nhiều thì có thể trong lúc nào mình sẽ thấy nó hơi mệt một chút, nhưng mọi người cố gắng nhé. Rồi mình trải qua được là mọi người sẽ thấy nó rất là khỏe, đúng không? Người mình nó rất là nhẹ nhàng. Ok, có người gọi. Mình sẽ pha một cái ly sữa hạt này là xong mọi người nhé. Để buổi sáng rồi sau đó mấy ngày mình sẽ ăn chay, nhưng mấy ngày này là Lý chỉ có ăn cơm rau thôi mọi người ạ. Ăn cơm rau, uống sữa hạt, ăn salad, để ăn mấy cái đồ khoai luộc, bắp luộc thì không có đơn giản như vậy, để cho cái đường ruột của mình nó được tiêu hóa dễ các anh chị nhé. Nếu mà các anh chị muốn làm mà chị chưa có mấy cái dụng cụ để làm á, đúng không ạ? Ví dụ như có cái cà phê này hay là mấy cái dầu ô liu này này, thường thì Lý làm như nào Lý chia sẻ lại y chang như vậy thôi đúng không ạ? Viên thải độc tế bào, hay là mọi người muốn á, nếu mà mọi người dùng muối biển á, mọi người có thể tự mua được các anh chị nhé. Muối biển là mọi người cứ ra chợ hoặc là ra siêu thị thì người ta có bán đầy đủ hết ạ. Còn cái muối này họ sẽ không có bán đại trà. Đây là thường thì mấy công ty họ chuyên về mấy cái này thì mình phải đi tìm kỹ lắm nó mới có. Thì thường mấy cái này nếu mà dùng là Lý cũng lấy sẵn về để chia cho các anh chị luôn. Nếu mà ai cần thì mọi người cứ liên hệ với Lý có thể chia lại mấy cái đồ này để các anh chị cùng làm nhé. Để cho cái gan của mình nó được khỏe hơn các anh chị ha. Lý thấy đây là một cái cách rất là đơn giản mà có thể giúp cho các anh chị cải thiện được sức khỏe một cách rõ ràng luôn ấy. Nên là sẽ chia sẻ, gọi là sẵn sàng chia sẻ với mọi người, hướng dẫn lại, chia sẻ lại kinh nghiệm cho các anh chị ha. Đó, ok, vậy là xong cái ly sữa hạt sáng nay của Lý này. Sáng nay ăn ít trái cây rồi đó. Nếu mà mọi người, mấy ai mà đang có sữa hạt á, mọi người dùng thay cho một bữa ăn đó, được hoàn toàn được nhé. Mọi người có thể thêm ít hạt chia này hoặc hạt lanh vào, nó sẽ tăng cái hàm lượng dinh dưỡng lên. Với lại là mọi người ăn thêm một chút xíu trái cây nữa là được ha. Bởi vì trong trái cây thì nó sẽ có cái vitamin, khoáng chất và chất xơ để giúp cho các anh chị đường ruột sạch sẽ hơn, đi vệ sinh dễ hơn. Còn những cái protein này hay là omega, một số loại khoáng chất vitamin thì trong cái ly sữa hạt này nó cũng đã có rất là đầy đủ rồi.
rồi các anh chị ha. Nên hôm nào bận thì Lý chỉ uống một cái sữa hạt này và ăn một ít trái cây thôi, còn có thời gian thì có thể nấu nướng thêm một chút nữa thì uống một cái ly sữa hạt nó nhỏ hơn ha. Rồi, thôi Lý sẽ kết thúc livestream nhá. Nãy giờ mọi người nhắn tin hối Lý nhiều quá rồi. Đã chia sẻ một chút như vậy ha. Nên là nếu như mà các anh chị nào mà đang nghiên cứu về những cái phương pháp thải độc và Lý chia sẻ như thải độc cà phê này, uống viên thải độc tế bào hay là cái tẩy sỏi gan như thế này á, thì các anh chị có thể là để lại số điện thoại hoặc là liên hệ với Lý qua số là 0967937564 thì Lý sẽ hỗ trợ chia sẻ lại cho các anh chị nhá. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream sáng nay của Lý nha. Bye bye mọi người.